Xin chào các bạn học sinh lớp 8. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu với chúng ta phần thứ 5 về rút gọn biểu thức. Yêu cầu bài hôm nay như sau là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức N và P. Thế thì chúng ta thấy ngay với cái biểu thức phức tạp như thế này thì đương nhiên chúng ta không thể tìm ngay được cái giá trị nhỏ nhất của nó. Do vậy, việc trước tiên là chúng ta phải thực hiện rút gọn hai biểu thức này. Chúng ta lưu ý rằng khi những bài tập về rút gọn mà chỉ có một yêu cầu rút gọn thì chúng ta không nhất thiết cần đặt điều kiện. Tuy nhiên, những bài đã liên quan đến giá trị của biểu thức thì chúng ta nhất thiết phải đặt điều kiện. Do vậy, trong bài này chúng ta sẽ cần đặt điều kiện. Muốn đặt điều kiện thì chúng ta làm gì? Chúng ta cho từng cái mẫu này khác không. Ta có y trừ 3 khác không, tức là y sẽ khác 3. Y cộng 1 khác không, tức là y khác -1. Thế còn cái phân thức 3 chúng ta ấn mốp 5 3. Đây là tam thức bậc 2. Chúng ta nhập hệ số vào. Như vậy được x bằng 3 và x bằng -1. Vậy thì vẫn là y khác 3 và y khác -1. Bây giờ chúng ta tiến hành rút gọn biểu thức này. Thì ở biểu thức này chúng ta thấy ngay là chúng ta không thể dùng pháp tự rút gọn được. Do vậy chúng ta sẽ dùng phương pháp đầu tiên thứ hai, đó là thực hiện theo thứ tự. Ở đây có hai ngoặc. Thì ngoặc nhất gồm các phép tính cộng và trừ phân thức. Ví dụ chúng ta sẽ thực hiện cái ngoặc đầu tiên. Được. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phân tích các mẫu thành nhân tử. Ở đây y bình trừ 2 trừ 3 chúng ta vừa tìm ở trên, x bằng 3 và x bằng -1. X ở đây cụ thể là y đấy. Vậy thì mẫu của nó sẽ là y trừ 3 nhân với y cộng 1. Thế cái ngoặc thứ 2 là y 3 cộng 1 thì chúng ta cứ giữ nguyên. Từ đây chúng ta tiến hành quy đồng. Mẫu chung ở đây là gì? Là y trừ 3 nhân với y cộng 1. Từ đây sẽ được là gì? Là y trừ 1. Nhân tử phụ chúng ta chính là y cộng 1. Cộng 3 trừ y. Nhân tử phụ là y trừ 3. Trừ đi 11 trừ y. Nhân với y hoặc cộng 1. Sau khi tiến hành quy đồng xong thì chúng ta tiến hành khai triển tử. Thì đây là các bước mà chúng ta luôn luôn phải thực hiện rồi. Y trừ 1 nhân y cộng 1 thì chính là hằng thức. Do đó bằng y bình trừ 1 bình, tức là bằng y bình trừ 1. Cộng với chúng ta nhân này ra. 3 nhân y vậy được 3y. 3 nhân -3 vậy bằng -9. Trừ y nhân y vậy trừ y bình. Trừ y nhân trừ 3 vậy cộng 3y. Và bỏ ngoặc cái này ra thì sẽ được trừ 11 cộng y. Chúng ta nhớ rằng là khi bỏ ngoặc có dấu trừ trước thì chúng ta cần phải đổi dấu các thành phần ở trong ngoặc nhé. Từ đây ta được y trừ 3 nhân với y cộng 1 nhân với y 3 cộng 1. Thu gọn biểu thức này được cái gì đây? Y bình trừ y bình hết. 3y cộng 3y là 6y. 6y cộng với y vậy là được 7y. Trừ 1 trừ 9 là trừ 10. Trừ 10 trừ 11 vậy bằng trừ 21. Chia cho y trừ 3 nhân với y cộng 1 nhân y 3 cộng 1. Đến đây chúng ta tiếp tục phải rút gọn cái biểu thức này. Thì ta thấy 7y trừ 21 chúng ta có thể nhóm 7 ra ngoài. Vậy trong sẽ còn 7 nhân với y trừ 3 dư mẫu. Là y trừ 3 nhân với y cộng 1. Y 3 cộng 1 là hằng thức, vậy chúng ta tiến hành phân tích ra. Y 3 cộng 1 thì bằng cái gì? Theo hằng thức thì chúng ta có y 3 cộng với 1 mũ 3. Vậy sẽ bằng y cộng 1 nhân với y bình trừ đi y nhân 1 cộng 1 bình. Vậy sẽ bằng y cộng 1 nhân với y bình trừ y cộng 1. Như vậy sẽ được là y cộng 1 nhân y bình trừ y cộng 1. Đến đây rút gọn đi. Thì chúng ta thấy này, y trừ 3 rút gọn y trừ 3 hết này, y cộng 1 với y cộng 1 hết này. Vậy sẽ còn 7 nhân với y bình trừ y cộng 1. Đến đây thì là bài toán khá quen thuộc về tìm giá trị lớn nhất rồi. Vậy chúng ta có thể phân tích thành cái gì? Thành này 7 nhân với đây, chúng ta có thể phân tích như sau này. Y bình trừ y cộng với 1 thì bằng cái gì? Bằng y bình trừ đi 2 nhân với y nhân với 2, âm 2 mà đây là âm 1. Vậy thì chúng ta phải nhân 1 phần 2. Vậy muốn thành hằng thức thì chúng ta được cái gì? Phải được cộng thêm 1 phần 2 tất cả bình phương. Tức là cộng thêm 1 phần 4. Thì chúng ta phải trừ giá đi 1 phần 4. Cộng với 1. Vậy sẽ bằng là y trừ đi 1 phần 2 tất cả bình phương. Và cộng với âm 1 phần 4 cộng 1. Vậy bằng 3 phần 4. Như vậy phần trong ngoặc sẽ được viết thành là y trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng với 3 phần 4. Do đó mình nhân ra có thể bằng là gì? Là 7 nhân với y trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng với 21 phần 4. Vì chúng ta có là y trừ đi 1 phần 2 tất cả bình lớn bằng 0 với mọi y. Do đó suy ra là biểu thức n sẽ lớn bằng 21 phần 4 với mọi y. Tất nhiên ở đây y phải thỏa mãn điều kiện xác định. Từ đây chúng ta chỉ dấu bằng. Dấu bằng xảy ra. Khi chỉ khi y trừ 1 phần 2 bằng 0, tương đương với y bằng 1 phần 2. Sau được y 1 phần 2, nhớ rằng ở đây do có điều kiện y khác 3, y khác âm 1, nên chúng ta cần phải so sánh điều kiện có thỏa mãn hay không. Thì ta thấy ngay là giá trị y này thỏa mãn. Từ đây ta kết luận được. Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức n sẽ là 21 phần 4 khi y bằng 1 phần 2. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng máy tính. Ở cái phần biến đổi này thì nó hướng dẫn chúng ta về cách thử máy tính. Dùng máy tính để ra ngay được cái kết quả là 7 nhân y trừ 1 phần 2 tức là bình cộng 21 phần 4. Thì chúng ta vẫn dùng vào mốc 53 nhé. 53. Chúng ta sẽ nhập này. Ở đây mình cái biểu thức của mình sẽ viết được thư dạng là 7y bình trừ đi 7y cộng 1. Do mình ấn vào máy cộng 7, ấn máy này. 7 bằng trừ 7 bằng 7 bằng. Đấy, x1, x2 ta không quan tâm, ta quan tâm cái tiếp theo, đó là x min. Đấy, x min là bao nhiêu? Là 1/2. Min là 1/2. 1/2 thì chúng ta sẽ có là y trừ 1/2 tất cả bình, chúng ta nhớ như vậy, bằng y min là 21 phần 4. Vậy nó sẽ cộng với 21 phần 4. Và lưu ý là hệ số ở đầu là 7 nhé, thì mình sẽ viết 7 vào đây. Đấy, vậy ta được ngay cái kết quả này rất là nhanh. Khi dùng một máy tính chúng ta có thể ra ngay được cái kết quả biến đổi. Chúng ta cần nhớ cái phương pháp này. Đấy. Tuy nhiên cái chức năng này chỉ sử dụng được với máy tính trừ 570 VN trở lên. Còn những máy tính đời thấp hơn thì chúng ta sẽ không có chức năng là tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ không giải quyết được cái này. Tổng quát đấy, chúng ta nhớ thành như sau này. Tổng quát với cái biểu thức là AX bình cộng với BX cộng C thì sau khi chúng ta ấn vào máy tính nhá, nó ra là X min bằng M chẳng hạn và Y min bằng N. Thì chúng ta biết được thành gì? Thành A này nhân với X trừ đi X min, tức là bình phương, cộng với Y min. Và kết quả như ví dụ ở trong máy nó ra X min là M, Y min là N thì chúng ta sẽ bằng là A nhân với X trừ M, tức là bình, cộng với N. Đấy, thì đây là cách sử dụng máy tính để biến đổi cái biểu thức để tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất cũng vậy. Chúng ta tiếp tục với câu thứ hai, biểu thức P. Đầu tiên ở đây thì chúng ta cũng phải đặt điều kiện xác định. Ở đây ta thấy ngay x sẽ khác 1, x khác -2. Chúng ta xem mẫu thứ ba phân tích thành cái gì nhá. Chúng nhập vào hệ số này, 1 bằng -2 bằng x bằng 1. X bằng 1 thì có nghĩa là nhân tử nó là x trừ 1. Và x bằng -2 nhân tử nó x cộng 2. Như vậy ta phân tích luôn được cái mẫu thứ ba sẽ là x trừ 1 nhân x cộng 2. Đến đây chúng ta tiến hành là quy đồng cái phần ở trong ngoặc. Mẫu chung phần trong ngoặc sẽ là bao nhiêu? Là x trừ 1 nhân với x cộng với 2. X cộng 2 thì nhân tử phụ là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy ngay là mẫu riêng của nó là x trừ 1. Vậy nó thiếu x cộng 2, vậy nó nhân với x cộng 2 thì đây là x cộng 2 tất cả bình trừ đi x cộng 1 sẽ nhân với x trừ 1. Còn x cộng 5 thì mẫu riêng chính là mẫu chung, do vậy không có nhân thực phụ. Từ đây mình khai triển từ số ra. X cộng 2 tất cả bình là bằng gì? Bằng x bình phương cộng với 2 nhân x nhân 2, vậy là 4x cộng 2 bình, vậy cộng 4 trừ đi x cộng 1 nhân x trừ 1 thì bằng x bình trừ 1. X bình trừ 1 ta phá ngoặc ra thì sẽ bằng trừ đi x bình cộng với 1 cộng x cộng 5 chia cho x trừ 1 nhân x cộng 2 nhân với x mũ 3 trừ đi 1. Từ đây chúng ta thu gọn cái biểu thức vào. X bình trừ x bình hết. 4x cộng x. Vậy được 5x. 4 cộng 1 bằng 5. Cộng 5 bằng 10. Vậy 5x cộng 10. Chia cho x trừ 1. Nhân với x cộng 2. Nhân x mũ 3 trừ đi 1. Đến đây ta phân tích thành cái gì? Sẽ được là 5x cộng 10. Ta thử xem phân tích được không. Thì ta đặt nhân tử chung 5 ra ngoài. Còn x cộng với 2. Dưới mẫu là x trừ 1. Nhân x cộng 2. Nhân với x mũ 3 trừ 1 thì phân tích dễ dàng được thấy là bằng x trừ 1 nhân với x bình cộng x cộng 1. Và từ đây thì chúng ta sẽ rút gọn x cộng 2 với x cộng 2, x trừ 1, x trừ 1. Như vậy bằng 5 nhân x bình cộng x cộng 1. Thì mình phân tích thành 5 nhân với 2. Ta thử phân tích này. X bình cộng với 2 nhân x nhân với 1/2 cộng với 1/2 tất cả bình trừ đi 1/4 cộng với 1. Như vậy sẽ bằng là x cộng với 1/2 tất cả bình phương cộng 3/4. Đấy. Chúng ta sử dụng máy tính thôi nhé. Ta nhập vào các hệ số này. 5 bằng. Được. 5 bằng này trừ cộng 5 bằng tiếp này, 5 bằng x này. Đấy, x min của chúng ta là -1/2. -1/2 thì x trừ đi trừ 1/2 sẽ bằng x cộng 1/2 tất cả bình. Và kết quả 15/4, bởi vì đây chúng ta còn phải nhân với 5 vào đây nữa. Nhân với 5 chỗ này. Vậy sẽ còn x cộng 1/2 tất cả bình cộng với 3/4. Và khai triển được 5 nhân x cộng 1/2 tất cả bình cộng với 5/4. Thì biểu thức này đấy, chúng ta thấy là vì x cộng 1/2 tất cả bình luôn lớn bằng 0 với mỗi x, từ đó suy ra biểu thức p sẽ lớn bằng 15/4 với mỗi x. Chúng ta cần chú ý dấu bằng không có xảy ra 0 thì dấu bằng xảy ra. Khi chỉ khi muốn dấu bằng xảy ra thì cái x cộng 1/2 phải bằng 0, tương đương với x bằng trừ 1/2. Và sau được trừ 1/2 chúng ta cần kiểm tra điều kiện xem có thỏa mãn hay không. Thì ta thấy là giá trị này thỏa mãn điều kiện. Do đó chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức p sẽ là 15/4 khi x bằng trừ 1/2. Thế thì đây là một trong những bài toán mà thực hiện kết hợp giữa việc rút gọn với cái việc tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Thế thì để làm đúng được cái này thì chúng ta cần có kỹ năng để làm sao rút gọn được biểu thức một cách chuẩn nhất. Sau rút gọn biểu thức được rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của biểu thức theo đúng cái phương pháp mà chúng ta đã được học ở đầu lớp 8. Hy vọng rằng qua bài tập chúng ta sẽ rèn được những kỹ năng tốt trong giải toán. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.